không có vui chút nào hết trơn. Hồi nãy em thấy có đôi giày cao gót hai tấc, không mua cho em gì hết. Bà lần nào cũng thích mua giày cao gót, về rồi có đi được đâu, đi lần nào cũng vấp té. Thôi đi giày này cho nó an toàn. Đi với anh này, anh thì cao nhỏng, em lùn thịt, tưởng đi hai cha con vậy. Không có sao đâu, mình thương nhau là chính mà. Sao nó ngồi mình quá, không biết có chuyện gì không, qua hỏi thăm thử. Bà lắm chuyện quá, chuyện của người ta đâu phải chuyện của mình. Thôi đi. Thôi thôi thôi, nhìn đi, nó trạc tuổi con mình đó, lỡ có chuyện gì mình hỏi thăm mình giúp đỡ. Thôi thôi. Ê, bà này sơ sơ gì vậy? Hỏi thăm nó. Con ơi, sao ngồi đây khóc một mình vậy? Có chuyện gì vậy? Ở này cậu. Là sao? Là sao? Hả? Tự nhiên cho chúng tôi 200 ngàn. Dạ, con bị người ta rồi đưa 200 ngàn nè. Trời đất ơi, làm sợ xong đưa 200, giống vụ trong thang máy đó. Trời ơi, xã hội bây giờ ghê quá. Không được rồi. Này cháu, cái vụ 200 ngàn này tôi tưởng là đã thôi rồi, mà bây giờ vẫn còn tiếp tục. Ai làm gì cháu, cho cháu 200 ngàn. Nói chú sẽ giải quyết cho cháu vụ này. Dạ dạ không được đâu. Cái người đó là bà chủ của con á. Hả? Bà chủ luôn? Dạ. Bà chủ không việc gì phải sợ, dẫn chú đi. Dạ không được, con không muốn bị mất việc đâu. Đầu đuôi sao kể nghe coi. Dạ, trưa hôm nay á, bà chủ của con tự nhiên kêu vào phòng riêng muốn nói chuyện. Chết rồi. Rồi bà chủ hỏi đủ điều luôn, hỏi về gia đình nè, học tập nè, rồi bà chủ hỏi con có người yêu chưa. Rồi sau đó bà chủ nắm tay con. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Nó nhét cho con 200 ngàn rồi nè. Rồi. Dạ hết rồi. Ủa kỳ vậy? Hết rồi hả? Dạ. Hết rồi, có gì đâu mà khóc lóc dữ vậy. Ta cho. Ủa? Tiền thôi mà. Người ta cầm tay để nhét tiền vô chứ đâu có đụng gì con, làm gì con đâu. Dạ đâu có được. Con còn trẻ còn khỏe mà, con có tay chân đàng hoàng, chứ con đâu có cần 200 ngàn này của bà. Vậy mà bà tưởng như 200 ngàn của bà lớn lắm á. Nhân phẩm của con mới lớn nè. Chú hiểu rồi. Chắc cũng do con nhạy cảm quá thôi. Theo chú á, nếu mà con cảm thấy cái công việc này á, nó khiến con lo lắng, không được yên tâm, thì tốt nhất con nên chọn công việc khác đi, xin nghỉ việc cũng được. Dạ không được đâu, không được. Với lại do cái tiền này nè, là dạo gần đây do trẻ vị thành niên hay bị gà gẫm, rồi sàm sỡ, nên con phải đề phòng. Nhưng mà con sẽ ráng sống qua cơn giông bão này. Sống xô tới đâu thì con dạt tới đó. Con cứ dạt đi hoài. Con chào cô chú về. Dạt rồi. Cứ dạt luôn à. Khóc một hồi xong rồi dạt đi luôn. Thằng bé này thật là kiên cường, có lòng tự trọng rất cao, rất là đàn ông. Ngưỡng mộ nha. Bà, chạy theo. Chị? Cho 5 triệu. Trời đất ơi, ông điên hả? Bà kia cho nó 200 thôi mà nó ngồi nó khóc vậy đó. Cho nó 5 triệu chứ nó nhảy xong nó tự tử luôn á. Cũng đúng ha. Nhưng mà tôi ngưỡng mộ thằng nhỏ ấy đó. Nó cũng chạc tuổi con mình nè. Trời, thằng nhỏ, con mình phục vụ quán cà phê. Ông có nhận ra tôi không? Làm sao mà nhận ra được? Mình ngồi trẻ khúc này rồi, không có thấy đâu. Này này, mình lỡ chút nữa thằng Thành nó thấy mình, rồi thì mình phải làm sao? Làm sao mà thấy được? Đây quán quá trời người, đâu phải hai chồng mình ngồi không đâu. Nè, mọi người ta ngồi tùm lum ai đâu mà chú ý. Nhưng mà nó tinh lắm á. Nhưng nhị nhị cái gì? Mệt. Bây giờ ông không muốn bảo vệ con mình phải không? Ông muốn con mình bị thằng bé này không? Thôi đi về đi. Chỉ có mẹ mới biết thương con thôi nè. Cha không có biết, không thích thì đi về để tôi ngồi đây.
Nhưng mà chủ quán này là đàn ông, bà lo cái gì? Nhìn đi, đàn ông hả? Tôi thấy hơi sai sai đó, không đàn ông lắm đâu. Bà yên tâm đi, mấy người béo á, đàn ông lắm. Cái gì? Mấy người béo đàn ông? Vậy ông không béo, không phải đàn ông. Bà lắm chuyện vừa thôi. Tôi đàn ông không bà phải biết chứ. À, khó trả lời quá. Ngon. Cái gì? Ngon. Cái gì? Bữa nào đi xem phim mà em đi. Thôi, tôi đang giận mấy người, tôi không có đi đâu. Thôi mà, coi như là em xin lỗi. Mà em xin lỗi thật lòng luôn á. Hay là anh muốn em quỳ xuống, anh mới tha lỗi cho em. Tự nhiên quỳ, kỳ muốn chết luôn à. Thôi được rồi, tôi không giận nữa. Nhưng hứa từ đây sắp tới á, không có làm tôi tổn thương, nghe chưa? Vâng, em hứa. Ơ, à, sao vậy? Bụi bay vô mắt à? Thế anh, cho em thở vô. Sao không có mà? Có đâu, con mình bị bụi bay vào mắt, người ta thổi rung á chứ. Mắt bà bị sao vậy? Nè, vô đây làm lâu rồi đúng không? Trong tất cả nhân viên á, là tôi thương mấy người nhất luôn á. Tôi biết, hát hay, đẹp trai, đam mê âm nhạc. Nhưng mà vì hoàn cảnh khó khăn cho nên chưa phát triển được, đúng không? Bây giờ á, anh hứa, chỉ cần em nghe lời anh đi, rồi anh sẽ giúp em phát triển được sự nghiệp, em chịu không? Thật anh? Ừ, khác nhau hả? Nhưng mà em phải hứa là giúp anh một chuyện thì anh mới giúp được em. Chuyện gì cũng được anh ơi. Hứa nha. Em hứa. Em hứa, em hứa. Hứa nha. Em hứa. Sai lời một cái á, tôi nhéo luôn mũi á. Bà sao vậy? Người ta ngắt mũi thôi mà, có sao đâu. Cầm đi. Cái gì vậy ạ? Thì cầm đi. Cho hai cho mày. Trời ơi, nó cũng không không. Tưởng chuyện gì? Đơn giản, em làm được. Làm được không? Chắc chắn luôn. Kinh à. Đi ha. Ờ. Ôi, ai chậm cho. Dễ thương hết biết à. Béo, vừa đưa cho nhỏ cái gì à? 200 ngàn. Tôi làm gì nó? À, thấy đẹp trai nựng. Ai cho chụp vừa? Trời ơi, mày nói cái gì? Này, mày đừng tưởng con tao thích ca nhạc, múa hát rồi mày dụ dỗ nhá chưa? Hả? Dụ dỗ hồi nào? Này, tao ngồi kia từ nãy giờ, tao nhìn thấy hết rồi nhá. Khoan, trời, xí, anh lại gì của thằng Thành mà đánh tôi? Tao là ba thằng Thành nè. Dạ. Sao? Dạ, con chào bác. Mình tính cái gì? Để con ra cho nó nước hả? Cái thằng này phải đánh cho nó chết. Đừng. Ba. Ba. Mẹ. Con. Người làm gì ở đây? Thì có sao? Cái gì? Nó cho con 200 ngàn. Nó vỗ mông. Nó nước má con. Mà con còn hỏi nó có sao không hả? Bình thường mà ba. Hai con trai, hai người con trai với nhau thôi mà. Cái gì? Chuyện này là chuyện bình thường. Thôi coi giá trị của mình rẻ mạt như thế sao? Có 200 ngàn, nó làm gì con được hả? Bà coi như vậy, có được hay không? Từ từ để cho con nó giải thích mà. Trời ơi, không sao? Không sao. Trời ơi, mọi người hiểu lầm tôi rồi. Thật ra tại tôi lớn rồi, tôi không có làm được cái chuyện này. Chuyện này là chuyện gì? Là tôi không có nói được. Sao không nói được? Có nghĩa tại tôi lớn rồi, tôi không thể nào đi mua kem trộn tặng bạn gái tôi được. Hả? Cho nên tôi mới nhờ Thành nó đi mua giùm. Hả? Ba mày nhìn đi, ba mày thấy chưa? À? Trời ơi, ba mày tin chưa? Nghĩ sao tôi như vậy mà tôi ướt. Sao không nói từ sớm? Nói được đâu, mở miệng ra là anh đánh rồi, làm sao tôi nói được chứ. Hai trăm là học kem. Phức tạp quá. Đi về. Sao không về đâu? Thì ra từ trước đến giờ ba mẹ chưa bao giờ tin con. Ba mẹ biết là ba mẹ theo dõi con như vậy, con khó chịu lắm không? Con nghe lời ba mẹ đi. Ba mẹ thương con mà, lo cho con. Ở ngoài đời nhiều cạm bẫy nguy hiểm lắm con à. Về nhà đi. Con không về đâu. Ba mẹ đi về đi. Tôi không có nói nhiều nữa.
mình là ba mẹ đó mà. Bây giờ có hai lựa chọn cho con. Một là đi theo ba mẹ về nhà. Hai là con ở lại đây và đừng có nhìn mặt ba mẹ nữa. Mình tùy con lựa chọn. Về nhà đi con, đừng để ba giận con. Con nghe lời ba đi. Con không về đâu. Con mình từ từ đi về. Mình ơi, con ơi, đi về đi mà, nghe lời ba đi. Nãy tôi có đánh anh hai cái, cho tôi xin lỗi. Nếu anh còn cảm thấy thiệt thòi thì anh có thể đấm tôi hai cái, coi như hòa. Không cần đâu. Về anh về đi, tôi không cần. Là hòa nha. Hòa nha. Anh nhớ anh ấy nha. Đi về. Trời ơi, bây giờ về hay ở? Chồng hay con? Về hay ở? Bà có về không? Về. Mẹ về nha, từ từ mẹ năn nỉ ba. Anh có sao không? Xin lỗi anh nhá, vì em mà anh bị liên lụy rồi. Tôi thấy ba mẹ cậu thương cậu quá, cậu nên về nhà xin lỗi đi. Rồi hả con? Rồi. Ngày mai cô gửi thêm bồi dưỡng cho nha. À con ơi, con nhớ xong việc á, con lấy lại cái đó cho cô nha. Nó mắc tiền lắm đó con. Rồi, cô cảm ơn con. Này bà. Trời ơi, nó thổ chứ. Tối rồi, mà không về nhà đi. Còn đứng đây rình mò ai? Rình mò mò cái gì? Tôi đứng đây cho gần con tôi. Anh á, anh không muốn gặp con, nhưng mà tôi muốn gặp con. Anh đâu có thương con anh đâu. Con tôi mà có cái chuyện gì á là tôi không tha cho anh đâu. Ờ hay. Thế con bà thì không phải con tôi. Nhưng mà anh không mang nặng đẻ đau, con có 9 tháng 10 ngày trong bụng vậy á, nên anh không biết thương con. Thôi được rồi. Bà đừng có trách móc tôi ở những chỗ như thế này đi. Mà bà đến đây làm gì? Tôi đến đây làm gì kệ tôi. Thế bà muốn sao? Tôi muốn anh xin lỗi tôi đó. Ủa? Tôi có sai gì đâu. Tôi có lỗi gì với bà đâu. Sao tôi phải xin lỗi bà? Không muốn xin lỗi thì đi về đi. Tôi nói cho anh biết, anh không muốn nhìn mặt con thì tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh đi về nhà đi, tự soi gương nhìn mặt mình đi. Thôi được rồi, tôi xin lỗi bà. Nè, đứng đây làm gì à? Nhớ con, đến nhìn con chứ làm gì. Tôi nhờ con bé làm chung với con mình trong quán á, gắn cái thiết bị nghe lén để theo dõi cuộc sống hàng ngày của con, coi nó ăn sao, ở sao, sống sao, đối đáp với mọi người sao, rồi có ai ăn hiếp nó không, rồi lỡ nó gặp nguy hiểm mà có chuyện gì á, nhảy vô bảo vệ nó liền. Thế nè, ông giữ cái nghe đi. Công nhận bạn ghê gớm ha. Chứ gì, đàn ông các anh ấy, lúc nào cũng ồn ào, nóng nảy, ào ào, không có hiểu gì phụ nữ, không hiểu gì con cái. Được rồi, nghe này nghe. Anh về đi chơi với chị Phúc à? Đúng rồi, hâm nóng lại tình yêu chút chứ, bữa giờ có gặp nhau đâu. À mà chúc chị Tiên đến, em tự nói chuyện nghe, nhắm có ổn không cưng? Anh yên tâm, em biết cách xử lý mà. Ai, chị Tiên là khách VIP, vừa là nhà đầu tư của quán mình đó, xử lý sao cho coi được rồi nghe. Chút nữa con mình nó gặp chủ quán chắc đẹp như tiên đó, cẩn thận. Bà bị làm sao, ù tai à? Bà chủ quán nó tên Tiên. Ông bị ù tai à? Làm gì hét to thế? Là nước của cô đây ạ. Hả? Cái gì? Cô?
Đừng có kêu cô, trời ơi, sợ cái từ cô lắm, kêu bằng chị. Chị à. Chị à, đúng rồi, đúng rồi. Biết sao không, đàn bà con gái phụ nữ ai cũng ghét cái chữ cô hết á. Tại vì cô nó làm cho người ta già đi, xấu đi á. Cho nên mình phải kêu bằng chị, đó là phép lịch sự ha. 80 tuổi mình cũng kêu bằng chị, 50 tuổi cũng kêu bằng chị ha. Hiểu mà. Chị Tiên cũng như là người nhà đối với bọn em mà. Trời ơi, cái miệng nói chuyện dẻo quá à. Trời ơi, đàn ông trai nói chuyện vậy á, chết hết mấy đứa con gái luôn á. Nói nghe nè, hỏi mấy ra mấy người á, lặn đi đâu sâu dữ vậy? Trời ơi, tôi kiếm quá trời luôn á. Tôi gọi điện nè, tôi nhắn tin nè, tôi chạy đi kiếm vòng vòng luôn cũng không gặp á, liên lạc không được. Tôi gọi cho quản lý á, tưởng mấy người nghỉ việc luôn rồi đó. Bộ bận lắm hả? Không phải đâu ạ. Chứ sao? Tại vì là em cảm thấy như mình đang lợi dụng chị. Là sao? Thì chị cũng biết là em với chị cũng khá là thân thiết và em coi chị như là người nhà của em. Ừ. Và chị em mình thì cũng hay gọi điện tâm sự, nhắn tin. Ừ. Nhưng mà càng như vậy thì chị lại càng tốt với em quá. Thì bình thường mà, tôi tốt mà. Công việc của em thì rất là thuận lợi. Ông chủ thì tăng lương cho em, rồi sắp xếp cho em vừa đi học vừa đi làm. Nhưng mà bây giờ lại chị cũng muốn là book show cho em rồi lại trả tiền học nhạc cho em nữa. Đúng rồi. Ủa, sao vậy? Có gì đâu, tôi thấy mấy chuyện này là tôi làm tốt cho mấy người, tôi giúp cho mấy người. Mà tất cả những chuyện tôi làm á, tất cả những chuyện tôi làm, hiểu không? Em hiểu không? Em hiểu cái vấn đề đó không? Em hiểu à? Em hiểu. Nhưng mà cũng chính vì em hiểu nên em mới phải nói cho chị. Chị đã từng nói với em rằng từ khi chị ly dị chồng, có rất nhiều người đàn ông tìm đến chị. Nhưng mà chị không muốn cho họ cơ hội, vì thương đứa con của mình mà, đúng không? Thì đúng. Nhưng mà nó đúng với những người khác, còn với em nó khác. Nó khác, em hiểu không? Em hiểu không? Con gái chị 17 tuổi. Rồi sao? Em 20 tuổi. Nếu em và chị đến với nhau, chị nghĩ bạn sẽ nghĩ sao? Ok. Nếu em nói như vậy thì chị sẽ cân nhắc lại. Ok, chị sẽ cân nhắc lại cái vấn đề này. Cảm ơn em. Nếu rồi. Mà không còn vấn đề gì thì em xin phép đi phục vụ bạn khác ạ. Mình ơi, vậy là vợ chồng mình lo lắng quá rồi. Con trai của mình nó trưởng thành, nó chín chắn hơn mình nghĩ đó. Thôi đừng có lo nữa, để con tự do đi. Không được. Đối với cha mẹ nào cũng thế, con cái luôn luôn nhỏ bé khờ dại và cần được cha mẹ bao bọc. Nữa hả? Chứ sao, tôi nói không đúng hả? Đúng. Sao lâu dữ vậy chị? Chị có biết đâu, nói đi xuống dưới chỉnh nhạc, làm như nó ngủ rồi hay sao á. Yeah. Đây đi. Trời ơi. Yeah nào. Yeah. Ê, đi hả? Chú Dượng ơi. Thôi nữa thế hả? Sao bữa nay chú mở nhạc kỳ vậy chú? Con đang đọc sách mà chú mở vậy rồi sao không đọc được? Thì có sao đâu. Nhạc là nhạc, sách là sách, đâu có ảnh hưởng gì đến nhau, như nhau cả mà. Sao mà như nhau được chú? Nhạc vui vui thì con còn đọc bình thường được, còn nhạc kiểu này chẳng lẽ con vừa như thế này rồi vừa đọc à? Chú đọc thử coi. Thì đúng là chữ nghĩa có hơi nhảy múa tí, nhưng mà cũng đọc được mà. Thôi thông cảm nhé.
cái này phải chiều khách, khách hàng là thượng đế, tất cả là vì doanh thu của quán, chỉ khó giữ chú nhá. Nhưng mà là ai yêu cầu ạ? À? Đi đi đi. Thì ra là ba con cào cào này đó hả? Nè, ba con cào cào kia. Ê, chú nói không nghe hả? Chú ơi, tắt nhạc giùm con đi chú. Ê, nhạc đang sung tự nhiên tắt nhạc của tụi tôi á. Mấy người mở nhạc kiểu gì vậy hả? Cái này là cà phê để đọc sách, không có phải là cà phê để nhảy. Không thấy tôi đang đọc sách hả? Gật gù nãy giờ, đỡ mở cổ rơi, tự nhiên tắt nhạc hả? Ủa, mà tự nhiên làm gì la lối âm sầm qua đây vậy? Bà còn quay lại hỏi ngược tôi nữa hả? Tôi đã nói rồi, đây là cà phê để đọc sách, không có phải là cà phê để nhảy. Ủa, ở trong đây có cái luật đó là đọc sách là phải mở nhạc êm dịu cho bà hả? Quẩy đúng rồi. Đúng rồi. Ôi giời ơi, cãi nhau ồn ào quá. Mà cho thế là nó cũng nói cũng hơi đúng đúng đấy. Đúng là chú đọc biết bao nhiêu cuốn sách trên đời, bao nhiêu cái luật ở trên đời này đâu có cái quy định nào là phải mở nhạc nào để đọc sách nào đâu. Nhưng mà... chịu khó đi nha, chiều chiều nó tí đi nha. Chú ơi, thôi chịu khó đi nhé, một người vì mọi người. Nè, mấy người muốn kiếm chuyện đúng không? Ai làm gì đâu. Thôi được rồi, nói chung là bà muốn đổi nhạc đúng không? Vậy thì tôi xuống đổi nhạc cho bà. Không mắc công có người nói ỷ đông ăn hiếp yếu ha. Uống nước đi Jenny. Gì nữa vậy trời. Ê, mấy người muốn kiếm chuyện đúng không? Đâu có đâu. Này ông mà kiếm chuyện nha. Thì ba bảo là nhạc êm dịu mà. Tôi nói nhạc êm dịu không có nghĩa là nhạc thê thảm như thế này. Ê, phải bà vừa đổi nhạc đúng không? Tự nhiên nhạc đang hay, tự nhiên lại đổi của tụi tôi hả? Nhạc là của nhạc sĩ, chứ nhạc nào của mấy người hả? Đây là quán cà phê yên tĩnh, phải mở nhạc du dương như vậy thì mới thích hợp để đọc sách chứ. Candy. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 7 tuổi. 7 tuổi là chưa có đủ để nghe nhạc này mà. Mà tôi đủ tuổi rồi nè, tôi được nghe nhạc này chưa? Hả? Nhưng mà Candy thì không. Vậy thì nếu mà chị không thích thì em bịt lỗ tai lại. Hay là bây giờ ông muốn tôi gọi cho chú Nguyên với lại dì Linh hỏi xem là Candy có thích hợp để nghe nhạc này không ha? À, mà nghe nói là ba người mới vừa thành lập hội ba con cào cào đúng không? Thì sao? Tính ỷ đông hiếp yếu hả? Đừng có mơ. Đào đào, từ bây giờ chúng ta sẽ thành một hội. Chúng ta phải biết đoàn kết thì mới chống lại hội này được. Ok, vậy từ nay tụi mình thành một đội nha. Có điều là mấy đứa này nó lập thành hội ba con cào cào. Vậy tụi mình lập thành hội gì bây giờ? Thành hội song nữ diệt trừ sâu bọ chứ gì nữa. Để rồi coi. Đi Candy. Dạ. Đáng ghét thiệt. Có điều tôi thấy á, cái nhóm đó đông như vậy rồi sao tụi mình diệt được? Sao lại không? Cứ chờ mà xem.